Thôi đừng có nhìn xuống đó chống mặt. Đi lên vòng đó xong rồi đi lên vòng đó. Xin chào cả nhà đang cáp treo lên núi Bà Đen cả nhà nha. Núi Bà Đen Tây Ninh. Trên hai đường đó chúng ta ạ. Bên kia có một đường lên. Bên này đường xuống. Xin chào cả nhà nha. Đây là đường lên thẳng trên đỉnh. Đây cả nhà nhà mình đây. Đây. Hello hello. Đây núi Bà Đen đây, đang lên núi Bà Đen đây cả nhà. Đây ánh sáng nhà tôi đây. Xin chào cả nhà. Cáp treo ở ngoài Sapa là một cái thùng của nó 20 người tổ. Bảo luôn. Vịnh Hạ Long, Vịnh Hạ Long đang còn bằng một cái xe hơi như cái cua cáp treo bằng xe. Ôi, nhiều người thả tim lắm. Xin chào 500 anh em. Chào mừng quý anh chị em đến với thành phố Tây Ninh. Chào cả nhà đến núi với Bà Đen. Thành phố Tây Ninh, núi Bà Đen. Đang đi cáp treo nha cả nhà. Em núi Bà Đen ở dưới chân có gì chơi đâu? Đâu có gì đâu, nhưng cái lên trên đài còn nói chung cái này. Xin chào cả bà con nha. Chùa coi như là quốc gia. Xin chào. Ủa thế là sao cấp treo lại một chạy vòng quanh được hả ta? Đây là cái đường chạy lên đó. Nó từng chặng một mà chú. À, cái chặng của ta đây là lên chùa. Lên chùa, đây. Ở dưới kia là chạy thẳng lên. Cái 2, cái 3, cái nữa. Đây bây giờ ta đến chùa hang. Hôm nay khả năng là vắng đấy chứ gần đợt trước đi chờ để vào thắp hương được trong này cũng chờ mấy tiếng đồng hồ. Chùa này cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh à. Xin chào. Nhìn bà Dung nhìn cứ như như Tây Kỳ đó phải không? Nhìn như gái 18 gái 18 gái Hàn Quốc chứ. Chết anh luôn. Hàn gì đi đâu ông cứ quản lý chặt. Không cho đi được phải. Nói thế ông nghèo. Mai đừng có đi đâu với tao. Khu du lịch vui quá em ơi. Em yêu ra chào chị Huế thương. Em đang đi Tây Ninh, đi cáp treo, đi chùa núi Bà Đen chị ơi. Xin chào cả nhà nhá. Ở đây vắng kìa, đợt xuống đây kín mít luôn, không có một. Bữa nay mình mới đầu tháng. Đây là một chặng. Đây một chặng, tí nữa đi chặng nữa ha. Thôi, xin chào cả nhà nhá.